và điều quan trọng hơn hết bây giờ đó thùng cảm thấy là một là tin tức hai đó chính là tình hình on chain nhất là trong thị trường ngắn hạn này trong vòng dài ngày tới đây các bạn muốn thấy được là tình hình on chain nó rất là bullish tình hình on chain cho thấy được là chúng ta có rất nhiều cá voi đang thu mua thì tình hình on chain ngày hôm nay như thế nào thì trước hết các bạn được ở bây giờ chúng ta nhìn vào funding rate thì funding rate đó có nghĩa là nhiều bạn gọi là phí qua đêm đó có nghĩa là các bạn à, sử dụng margin hay là future thì bên nào mà có lệnh nhiều phải trả cho cái bên cái lệnh thấp hơn thì các bạn thấy được là funding rate bây giờ đã đi vào cái dùng âm có nghĩa là sao có nghĩa là bây giờ nhiều người short hơn là long đây là một tình trạng mà chúng ta hiếm thấy mà có thể nói được là chúng ta nhìn vào biểu đồ này đi từ năm 2020 tháng 5 cho đến bây giờ đó đây là cái lần đầu tiên chúng ta thấy được là cái đường màu đỏ này đi xuống sâu như vậy có nghĩa là có rất nhiều người à, short cho thể hiện bây giờ thì cũng là tốt nếu như mà chúng ta thấy giá bật ngược lên rất là nhanh thì sẽ dẫn đến tình trạng là short squeeze thì đương nhiên sẽ giúp đỡ cho giá bật lại rất lẹ chúng ta tiếp tục theo dõi thông tin này bây giờ chúng ta nhìn vào một tài liệu khác nữa mà nhiều bạn cũng khá là quen thuộc đó chính là Coinbase Premium có nghĩa là cái giá khác biệt giữa sàn Coinbase và sàn của Binance nó tới khá nhiều rồi cho nên cũng không muốn lặp lại nhưng mà các bạn thì được là tình hình thì như thế nào tình hình á hồi sáng này có nhiều đợt, đã cái giá khác biệt lên tới cả là 500 đô, có nghĩa là cái lực mua đến từ Coinbase Pro hồi sáng này rất là mạnh, có nghĩa là đây là một dấu hiệu cho thấy là những người mà có tiền thu mua Bitcoin nhưng mà bây giờ đây thì cũng đã ổn định lại các bạn thấy được là cái giá khác biệt bây giờ là 52 đô thì coi như là cũng không gì gọi là quá bất bình thường thường thì giá của Coinbase cao hơn là giá của Binance chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nếu như cái đường màu đỏ này mà bật lên cao đó thì đó là dấu hiệu rất tốt là chúng ta thấy được là cá voi đang thu mua chúng ta bây giờ nhìn vào tài liệu liên quan tới Bitcoin nạp vào và rút ra đi đây là tài liệu nến giờ nha thì các bạn thấy được là trong vòng mấy giờ qua đó thì có một số đợt các bạn thấy được là có một số đợt cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn cũng khá là nhiều. Đó chính là cái đợt mà các bạn thấy được là cái đường màu đỏ chỉ xuống. À, còn lại đó thì các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin nạp lên những sàn đó thì cũng khá là trung bình. Cao hơn trong dòng mấy thứ đồng vừa qua. Nhưng mà cũng không gì gọi là quá bất ngờ, không phải là cao đột ngột và cũng có nhiều giờ các bạn thấy được có nhiều giờ có nhiều bitcoin được rút ra khỏi sàn và có thể nói được là trong vòng 10 tiếng đồng hồ vừa qua thì có nhiều ngọn nến đỏ đi xuống hơn là ngọn nến đỏ đi lên có thể nói được là có rất nhiều bitcoin đang rời khỏi sàn được tích lũy chúng ta nhìn vào tài liệu kế tiếp đó, đó chính là tài liệu liên quan đến cái số lượng bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro một sàn mà hỗ trợ những công ty lớn thu mua số lượng lớn bitcoin chúng ta cũng đã từng nói tới thì các bạn thấy là chúng ta nhìn thấy điều gì thì chúng ta nhìn vào ngày hôm nay đó thì đã có đợt tổng cộng là 8.300 Bitcoin đã rời khỏi sàn Coinbase Pro thì đây cũng là dấu hiệu là chúng ta thấy là có những tổ chức đầu tư thu Bitcoin trong lúc mà mọi người hoảng loạn bán thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó đó chính là liên quan đến Hàn Quốc thì bây giờ cái giá của Bitcoin trên sàn Hàn Quốc đó hay gọi là Kimchi Premium rất là cao có thể nói là người Hàn Quốc bây giờ cũng thu mua rất nhiều cái số lượng khác biệt đó, cái phần trăm khác biệt giữa xe Hàn Quốc và xe quốc tế lên tới 21,61% có thể nói được là cao nhất trong cái biểu đồ hiện bây giờ rồi. Nếu chúng ta nhìn vào cái tài liệu tương tự liên quan đến Ethereum thì cũng như vậy mà thôi các bạn thấy được là cái phần trăm khác biệt giữa xe Hàn Quốc và xe quốc tế đã là cao hơn 21,12%. Nhưng bằng nào mà đang sống ở Hàn Quốc thì hãy comment bên dưới để cho mọi người biết thôi tại sao mà các bạn nghĩ là giá của Bitcoin Ethereum trên những sàn Quốc lại cao như vậy có phải là tại vì nhu cầu quá cao hay là không và ở Hàn Quốc bây giờ thị trường crypto có sao động hay là không các bạn hãy comment ở bên dưới và nói tới Ethereum đó thì các bạn thấy được là câu chuyện của Ethereum đó khá là thú vị à, đi zoom vào để các bạn thấy rõ hơn đây là biểu đồ đến giờ đó thì các bạn cũng đã biết là chúng ta À, thấy có khá nhiều Ethereum rời khỏi sàn đã tối ngày hôm qua thường đã chia sẻ với các bạn rồi nhưng mà ngày hôm nay đó thì cũng có khá nhiều Ethereum đưa vào sàn các bạn thấy được là cái một ngọn nến giờ này thôi đã có 307.000 Ethereum được đưa thêm vào sàn thì tình hình của Ethereum đó chúng ta cũng sẽ tiếp tục à, theo dõi coi như thế nào nhưng mà Ethereum và Bitcoin vẫn là đồng mà thuận đang tiếp tục DCA tiếp tục trung bình giá ở thời điểm hiện tại và thường có một số những thông tin khác thường muốn chia sẻ với các bạn thì các bạn thấy được là ngày hôm nay là một ngày đỏ lửa nhưng mà cái chai rượu thực ra là hai chai hai chai rượu Cardano thường mua bằng ADA đã tới thì các bạn cũng nên nhớ thường mua lúc này là, cái lúc đồng Cardano đã hơn 2 đô la thì bây giờ đồng Cardano là một đồng 55 cent thì coi như là tính theo Cardano giá hai chai rượu này đã rẻ hơn lúc thường mua một chai đó là 300 đô chưa tính thuế và tiền gửi thì ngày hôm nay hai chai rượu này đã tới à, và các bạn thấy được đây là hai chai mà Thuận đã chia sẻ trên những mạng xã hội mua bằng đồng Cardano cho cái nơi sản xuất rượu gọi là Cardano ở Napa Valley ở Cali. À, thì nhiều bạn cũng comment hỏi Thuận cái máy này là cái máy gì. Đây là cái máy mà Thuận cắm cái microphone vào à, để mà thu âm cho các bạn. Đây là cái máy Rodecaster Pro. Nhưng mà chúng ta còn một cái thông tin khác nữa. <laughs> cảm thấy là cũng khá là thú vị cho những bạn nào mà quan tâm đến BlockFi. Các bạn cũng đã biết là BlockFi là một trong những cái công ty mà thường sử dụng để mà kiếm lợi nhuận hàng tháng các bạn gửi bitcoin tiêu nhầm vào và các bạn có thể nhận lại hàng tháng các bạn có thể gửi link litecoin và nhiều đồng khác à, và nhất là một stablecoin thì cái phần trăm lợi nhuận cũng khá là cao nhưng mà blockfi đó thì có một cái lỗi gần đây đó chính là họ gửi cho 100 khách hàng. Những khách hàng này đó là tham gia vào một cái cuộc thi đấu. Thường cũng không rành cuộc thi đấu này như thế nào. Đây là cuộc thi đấu trading gì đó. Thì những người mà trúng nó sẽ được thưởng cái số lượng thường nhớ là 700 đô à, được trả bằng đồng ổn định. Nhưng mà có ai đó đã bấm nhầm và gửi cái số lượng tiền thưởng đó đến cho 100 người nhưng mà gửi đến bằng bitcoin thì các bạn được là gửi đồng ổn định nhưng mà lại bấm nhầm thành đồng Bitcoin thì các bạn thấy được là cái sự tổn thất như thế nào rồi nhưng mà đó cái điều mà BlockFi chia sẻ là phần lớn họ đã ngưng không cho rút ra khỏi sàn và họ đã thu hồi lại những Bitcoin đó rồi tại vì á khi mà bạn rút trên BlockFi đó thì tốn thời gian khoảng 2 ngày mà rút được chứ không phải là rút là có liền trong thời gian là vài phút cho nên họ đã có thể chặn được và đã lấy lại một số tiền thì cái số tiền bây giờ đó mà họ chưa thu hồi lại được là khoảng 10 triệu đô la và có rất nhiều người đã hoàn trả cái Bitcoin khi mà họ lấy nhầm cho công ty BlockFi và công ty BlockFi cũng đã chứng nghe mọi người nói là 10 triệu này đó con số tuy là không nhỏ nhưng mà đối với lại cái số tiền mà BlockFi có ở trong ngân sách của BlockFi ở đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi Đây là cái phần tiền của công ty BlockFi chứ không liên quan đến tiền của người tiêu dùng hết Cho nên không vấn đề gì. Đây là cái bài thuyết được chia sẻ bởi công ty BlockFi. Tôi nghĩ là cái người mà bấm lộn đó chắc là bây giờ cũng đã bị khai trừ rồi. Nhưng mà đây cũng là một điều cho những người nào mà quan tâm đến BlockFi thì cũng nên hiểu là tuy là BlockFi bây giờ đó có thể lỗ lên tới 10 triệu đô la, nhưng mà đối với họ dựa theo thông tin này đây chỉ là con số nhỏ trong ngân sách mà thôi. Tại vì các bạn có thể biết là BlockFi đã kêu gọi vốn được rất nhiều từ những công ty như là công ty Coinbase hay là sàn Gemini hay là Galaxy Digital của Mike Novoraz vân vân Đó rất nhiều những công ty lớn hỗ trợ tài chính cho BlockFi và tiền này không phải là tiền của khách hàng mà là tiền của công ty. Thì các bạn thấy được đó nếu như mà các bạn nghĩ lại tình hình của thị trường này thì ngoại trừ giá cả đột ngột đi xuống ra có thể liên quan đến là có một nhóm người nào đó cố tình đẩy giá xuống đi mà thu mua với giá rẻ thì Thị trường này có căn bản có khác gì hiện tại không? Thì tôi cảm thấy là cũng căn bản chưa khác gì hết. Chúng ta thấy được là những gì mà làm cho mọi người hưng phấn trong thời gian qua, làm cho mọi người vui trong thời gian qua đó là tin tưởng giá cả tăng cao thì những điều đó vẫn tiếp tục sẽ diễn ra và không có gì thay đổi được hết. Các bạn thấy được là bịch ETF vẫn là một những đề tài rất là nóng đã được nói tới và nhiều bạn hỏi thường ngày hôm nay là khi nào mới có thông tin kế tiếp liên quan tới bịch ETF. Có phải được xuống giá này tại vì nhiều người À, nhận được thông tin là sẽ có một cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF được thông qua hay không Cho nên mới dìm giá số nếu mà thu mua thêm Thì cũng có thể, đó là suy nghĩ của mỗi người mà thôi Nhưng mà cái mà thường chia sẻ đó chính là tháng 6 này Là lần kế tiếp chúng ta sẽ nghe nói tới Bitcoin ETF Xem coi tình hình sẽ như thế nào Kế tiếp nữa, đó chính là thông tin liên quan tới Ethereum EIP 1559 cái đề xuất mà sẽ đốt đi một số Ethereum mỗi lần giao dịch đó khiến cho Ethereum có thể là càng ngày càng khan hiếm hơn vẫn tiếp tục sẽ xảy ra vào tháng 7 của năm nay kế tiếp nữa thông tin liên quan đến là Cardano thì các bạn thấy được là Cardano tiến tới có được cái mạng lưới hợp đồng thông minh của Cardano mà thôi cũng không có gì gọi là khác biệt hết Cardano cũng sẽ tiến tới và có những cái cập nhật hè năm nay liên quan đến hợp đồng thông minh và thông tin nền tảng mà nhiều người quan tâm đến nhất đó chính là liên quan đến cái à, việc mà Fed in tiền Fed bơm tiền vào trong thị trường thì có thay đổi hay không thì các bạn thấy được là ngày hôm nay đó thông tin thì Fed vẫn giữ cái lãi suất là gần 0% và Fed bây giờ vẫn tiếp tục thu mua đó là những cái à, trái phiếu trên thị trường là 120 tỷ mỗi một tháng 120 tỷ mỗi một tháng họ tiếp tục thu mua thì cái tốc độ in tiền vẫn tiếp tục xảy ra các bạn thấy được là lạm phát vẫn tiếp tục là một trong đề tài rất là nóng và nhiều người quan tâm đến và Fed vẫn tiếp tục bơm tiền vào trong thị trường không gì thay đổi hết tuy là Fed nói là ngày hôm nay nếu như mà thị trường đỡ hơn thì Fed có thể là giảm đi cái số tiền mà họ bơm vào trong thị trường nhưng mà thường nghĩ là Mỗi lần mà Fed nói như vậy đó thì các bạn thấy được là thị trường lại bất ổn Mỗi lần mà Fed chỉ cần bắt đầu đưa ra một câu nói liên quan đến là Có thể là sẽ giảm đi cái việc mà bơm tiền vào trong thị trường Thì các bạn thấy là thị trường lại một màu đỏ Ngày hôm nay cũng lại một màu đỏ Cho nên, tôi nghĩ là mỗi lần như vậy đó Thì chúng ta đã thấy được là Fed lại tiếp tục thu mua thêm, bơm thêm tiền vào trong thị trường Thì nếu các bạn tin tưởng đây mới chính là cái điều quan trọng Dẫn đến giá cả tăng trưởng cho những loại tài sản trong đó có Bitcoin thì điều này cũng chưa có gì thay đổi hết cho nên trên mặt căn bản đó thì những gì chúng ta tin tưởng trong vòng mấy tháng qua dẫn đến giá cả tăng trưởng những điều đó vẫn tiếp tục là sự thật giá cả ngắn hạn không ai có thể biết được và còn về cái mùa tăng trưởng này nên thì chúng ta chỉ có thể bây giờ là theo sát từng ngày mà thôi tại vì chúng ta thấy được là bitcoin đã tạo ra một lịch sử mới không thể nào mà dựa vào lịch sử cũ để tiếp tục nữa và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.